vợ mất, thân già sức yếu, không còn khả năng lao động. Ông Lường Trọng Hòa chỉ còn biết sống trông chờ vào số tiền ít ỏi của hai người con đi làm xa gửi về. Thời gian vừa qua, được biết nhà nước hỗ trợ gạo, ông Hòa khấp khởi mừng. Dù đã nằm trong danh sách được hỗ trợ gạo và đã ký nhận, nhưng đến nay ông Hòa vẫn không hề nhận được hạt gạo nào. Trước nay tôi chưa biết 45 ký gạo là gì. Đợt trước đợt vừa rồi này lại có chữ ký con của tôi, nhưng không phải chữ ký chữ con tôi đâu, con nó được nhận đâu. Thế thì kiểu vậy thì đi đâu? Ai lấy về? Số gạo kia đi đâu bây giờ, ở đâu? Gần đó chị Cúc bị tật nguyền mù chữ, nên tất cả giấy tờ của chị đều phải lăn tay thay cho chữ ký. Thế nhưng điều không thể ngờ là trong danh sách cấp phát gạo lại có chữ ký nhận của chị Cúc. Em mù chữ, em không biết chữ ký. Em đi sáng nay em đi làm chứng minh em vẫn lăn tay nhá. Em làm giấy tờ thì em vẫn lăn tay, em không có đi chữ ký, mà có tên em có chữ ký em trong đấy. Em đỡ đâu ký đâu. Không biết chữ ký gì anh. Tổ dân phố 1 thị trấn Ia Tư Linh có 26 hộ được hỗ trợ hơn 1 tấn gạo. Tuy nhiên có đến 17 hộ không được nhận đủ số gạo theo mức công bố là 630 kg. 4 hộ không được nhận gạo theo mức công bố là 315 kg. Gia đình cô có danh sách 5 khẩu mà được gạo, mà sao cô lại không được lấy, mà là ai lại ký tên vào đây để lấy mất lấy gạo rồi, mà trong khi đó nhà không biết gì hết. Là bảo có danh sách đấy mà không được cái lấy hạt gạo với này chữ ký giả thì tụi em về có bức xúc lắm. Qua xác minh kiểm tra, ông Hoàng Văn Chuẩn, tổ trưởng tổ dân phố 1 đã tự ý cấp gạo cho 35 hộ dân khác ngoài danh sách phê duyệt. Để nộp danh sách nhận gạo quyết toán theo quy định, ông Chuẩn đã tự ký tên của các hộ được phê duyệt hỗ trợ. Thị trấn sẽ là tổ chức là họp dân toàn bộ hộ dân ở tổ dân phố 1 công khai về vấn đề cái nội dung vụ việc vừa qua. Thứ hai là yêu cầu tổ trưởng tổ dân phố là kiểm điểm trước dân. Còn bước thứ ba là xin ý kiến của nhân dân về cái hình thức xử lý đối với tổ trưởng. Trong đợt hạn hán vừa qua, trên địa bàn thị trấn Ia Tư Linh có 592 hộ được hỗ trợ với hơn 30 tấn gạo. Theo quy định, số gạo trên sẽ được giao trực tiếp cho các tổ trưởng tổ dân phố quản lý, phân phát. Và việc này đã dẫn đến tình trạng lạm quyền, ăn chặn trên nỗi cơ cực của người nghèo. Cuộc đời gắn liền với sông nước nơi thượng nguồn sông Thu, ông Phạm Duy ở thôn Phú Đa 1, xã Duy Thu chứng kiến không ít lần sạt lở bờ sông. Nhưng sạt lở như năm nay, theo ông là chưa từng có. Quy luật bên lở bên bồi này dường như cũng không còn. Thậm chí những bờ tre đến vài chục mét cũng bị cuốn ra sông. Dòng chảy mạnh cũng ăn sâu vào các bãi bồi, cùng lúc dòng sông nới rộng chưa từng có. Năm nay thì lụt là lỡ gớ lắm, lỡ giữa ven sông này lỡ hết, coi như gần tới nhà rất xuống ấy. Cái lượng mưa năm nay là khủng khiếp lắm, không tưởng tượng được. Cái này là toàn bộ năm nay là mới sọt ra thôi, chứ mấy năm tay cái này là chưa sọt. Mà dưới là năm nay là coi như sọt nhiều nhất là năm nay đây. Sau nhiều đợt mưa liên tiếp, lượng mưa khu vực miền núi lên đến vài trăm mm, nên đất bị ngâm lâu cũng mất dần khả năng kết dính, nên sạt lở chỉ là sớm muộn. Nhất là vùng ven bãi bồi sông Thu Bồn. Trước đây đã có một dự án kè chống sói lở bờ sông Thu Bồn được phê duyệt đã lâu, song đến nay vẫn chưa được triển khai. Việc mà khắc phục tạm thời thì cứ quá tầm tay của địa phương thì không có khả năng được. Chủ yếu là có luồng công tác tuyên truyền vận động những người dân và những khuyến cáo những người dân họ đi hạn chế đi lại những cái vùng sạt lở đó thôi. Đợt mưa lớn và hoàn lưu bão số 8 chỉ riêng địa bàn một xã ven sông như Duy Thu có đến khoảng 2.000 m2 đất ở và đất sản xuất chạy dọc từ thôn Phú Đa 1 đến thôn Thanh Xuyên bị sạt lở. Hơn 50 hộ dân đứng ngồi không yên. Sang đợt bão số 9, lượng mưa và nước tiếp tục đổ xuống, cuốn theo hàng nghìn mét vuông và kéo đến hạ du. Những bãi bồi hai bên bờ Thu Bồn và Vu Gia qua các huyện Duy Xuyên, Đại Lộc và thị xã Điện Bàn đều nằm trong vùng có nguy cơ bị nước cuốn đi bất cứ lúc nào.
Tính đến hết tháng 11 năm 2020, xuất khẩu lúa gạo của nước ta đạt khoảng 6 triệu tấn. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt khoảng 3 tỷ đô la Mỹ, tăng 11% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020. Tỷ trọng gạo chất lượng cao cho xuất khẩu tiếp tục tăng. Theo Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm 2020, toàn miền Bắc gieo cấy ước đạt 2,3 triệu hectare, giảm khoảng 36.000 hectare so với năm 2019. Trong đó, vùng đồng bằng sông Hồng đạt 938.000 hectare, giảm khoảng 32.000 hectare, vùng Bắc Trung Bộ đạt 674.000 hectare, giảm khoảng 2.000 hectare, các tỉnh vùng Trung Du miền núi phía Bắc đạt 666.000 hectare, giảm 2.000 hectare so với năm 2019. Do hạn hán, một số diện tích được chuyển đổi sang cây rau màu, cây ăn quả lâu năm, hiệu quả kinh tế cao hơn và một phần diện tích đã chuyển đổi sang đất phi nông nghiệp. Sản lượng lúa toàn miền Bắc cả năm 2020 ước đạt trên 13 triệu tấn, tăng 122.000 tấn so với năm 2019. Trong đó, vùng đồng bằng sông Hồng đạt khoảng 6 triệu tấn, giảm khoảng 35.000 tấn. Vùng Bắc Trung Bộ đạt 3,8 triệu tấn, tăng 66.000 tấn. Vùng Trung Du miền núi phía Bắc 3,5 triệu tấn, tăng khoảng 91.000 tấn so với năm 2019. Nhưng nhờ cái sự chỉ đạo quyết liệt và phối hợp rất là chặt chẽ giữa các bộ ngành trung ương với các địa phương và đặc biệt là cái sự nỗ lực của bà con nông dân thì đến nay chúng ta rất vui mừng là chúng ta đã có những cái vụ của lúa ở đối với phía Bắc, 31 tỉnh phía Bắc là cả vụ lúa đông xuân, vụ lúa hè thu và vụ lúa mùa là thắng lợi toàn diện, là năng suất tăng, sản lượng tăng, cơ cấu giống chất lượng tiếp tục tăng, đặc biệt là chi phí sản xuất thấp. Đấy, cho nên là bà con nông dân đã có lợi nhuận cao hơn, bà con rất phấn khởi và năm nay là năm lại được cả giá. Cho nên là một năm thắng lợi trọn vẹn của các cái vụ lúa của các cái tỉnh miền Bắc. Dự kiến vụ đông xuân năm 2020-2021, toàn miền Bắc gieo cấy hơn 1 triệu hectare, giảm khoảng 9,6 nghìn hectare so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vụ đông xuân 2020-2021, các đợt rét đậm rét hại có khả năng tập trung trong thời kỳ từ nửa cuối tháng 12 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021. Mỗi đợt có khả năng kéo dài từ 7 đến 10 ngày và có thể kéo dài hơn ở các tỉnh vùng núi phía Bắc, khiến thời gian sinh trưởng của cây lúa vụ đông xuân 2020-2021 có thể kéo dài hơn so với trước đây. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lưu ý các địa phương bố trí thời vụ, cơ cấu giống để đảm bảo lúa chỗ vào thời gian an toàn. Các cái tỉnh đồng bằng sông Hồng và Trung Du miền núi Bắc là chúng ta sẽ sau khi lập xuân ta gieo mạ và chúng ta sẽ cấy vào sau Tết âm lịch. Để chúng ta nêu như thế thì lúa thì chỗ tập trung từ mùng 5 đến 15 tháng 5 dương lịch là chúng ta đã đảm bảo an toàn. Thế còn các tỉnh Bắc Trung Bộ thì chúng tôi đề nghị là chúng ta tùy theo cơ cấu giống, chúng ta tính toán lịch trưởng sẽ để cho lúa chỗ tập trung vào từ 30 tháng 4 đến mùng 5 tháng 5 dương lịch và như thế thì cũng an toàn cho cái lúa chỗ. Về cơ cấu giống thì chúng tôi đề nghị là chúng ta tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu giống là lúa chất lượng, lúa thơm, lúa đặc sản. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khuyến cáo các địa phương sử dụng các biện pháp tưới tiết kiệm nước, tranh thủ lấy nước tối đa qua các đợt chiều cường, đồng thời bám sát lịch xả nước từ các hồ chứa để tích nước trong hệ thống, đảm bảo đủ nước phục vụ sản xuất vụ đông xuân 2020-2021, không để tình trạng chiêm chết khô. Với các tỉnh Bắc Trung Bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lưu ý cần phải rà soát lượng giống, chất lượng giống cho vụ đông xuân sắp tới.